Sao sắp vào lớp rồi mà vẫn chưa thấy Vũ tới nhở? Rõ ràng lúc nãy mình thấy Vũ ở sân trường cơ mà. Tôm, Vũ đâu rồi? Sao dạo này Vũ hay đi học muộn thế? Em là lớp trưởng, phải để ý nhắc nhở bạn nhá. Để như thế này, lớp sẽ bị trừ điểm thi đua đấy. Dạ vâng ạ, em biết rồi ạ. Vũ, em ăn mặc cái kiểu gì đấy hả? Quần áo thì sọc sạch, tóc tai thì như tổ quạ ấy. Đã đi học muộn thì ít ra cũng phải tươm tất chứ. Đi vào chỗ ngồi đi. Ông làm sao đấy? Không sao đâu. Vũ, ông làm sao đấy? Có chuyện gì à? Không có chuyện gì. Có chuyện gì thì cứ nói với tôi. Tôi với ông chơi với nhau mấy năm rồi mà ông còn ngại à? À, Vũ không có chuyện gì đâu. Vũ nhờ. Gan mày to đấy. Mày định nói gì à? Hay là mày muốn bạn mày giống mày hả? Tôi không có chuyện gì đâu. Anh là ai thế ạ? Anh là anh trai của Vũ. Còn em là ai đấy? Thôi bị lo chuyện bao đồng rồi nhá. Em là lớp trưởng lớp Vũ. Mà sao em đến nhiều lần nhà Vũ rồi mà không thấy Vũ bảo là có anh trai ạ? Mà anh ghi bạn ấy như thế, bạn ấy đau đấy ạ. Tao không làm gì, cũng là chuyện anh em nhà tao. Nó không kêu thì mày kêu cái gì à? Thôi, lượn đi chỗ khác chơi đi. Đừng có xen vào chuyện nhà tao. Chắc chắn có chuyện gì xảy ra với Vũ. Em hôm nay khóa quá nhờ. Đem cả bạn lên đừng cống nộp cho anh à? Được đấy. Em hâm mộ các anh lâu lắm rồi. Nên là hôm nay em bảo Vũ dẫn em đến đây để gặp các anh ạ. Mà em có chuẩn bị cho các anh một món quà siêu to khổng lồ đấy ạ. Ồ, khá quá nhờ. Đâu anh xem nào. Món quà này hơi to. Nên là anh gì ơi, anh có thể đi cùng em lấy quà được không ạ? Được, mày đi theo nó đi. Và anh bảo ở đấy, anh bảo này, mày cứ ngoan ngoãn cống nộp cho anh đầy đủ, đàng hoàng, tử tế. Anh đỡ cáu, anh cáu anh đánh cho lại khổ ra. Rồi dần dần nhá, có một thằng mới vào trường, anh lại cho mày bắt nạt. Rồi từ từ dần dần, mày sẽ trở thành thùng trường như anh thôi, hiểu không? Anh không thấy việc bắt nạt những đứa nhỏ hơn là xấu hổ à? Tôi không muốn thành người như anh đâu. À, thằng này khá quá nhở. Tao hiền quá nên mày được đà đúng không? Hả? À. Ờ, cứ để đấy. Liệu hồn á. Ai đi nhở? Đấy có phải thằng Tú đâu. À, cái gì đây? Bỏ ra. Mày dám gọi người lớn ra đánh tao à? Chúng tôi không phải là người như anh đâu. Chúng tôi không dùng bạo lực để giải quyết bạo lực. Đây là thầy giáo của chúng tôi. Thầy. Thằng đánh con. Mày dám gọi người lớn để hội đồng tao à? Thực ra Vũ không hề nói gì với tôi và cũng không hề biết về kế hoạch ngày hôm nay. Tôi đã thấy làm lạ khi Vũ dạo này có những biểu hiện rất khác thường. Bình thường Vũ là học sinh nghiêm túc, đi học đúng giờ, quần áo ngăn nắp. Nhưng dạo gần đây cậu ấy thường xuyên đi học muộn, lại trở nên lầm lì hơn và đặc biệt là sợ người khác đồng vào người. Đây là phản xạ tự nhiên, biểu hiện của người mới bị bạo hành. Họ có xu hướng tránh tiếp xúc với người xung quanh vì sợ bị đánh hoặc đồng vào vết thương đau. Nhìn biểu hiện của Vũ khi anh xuất hiện, tôi đã đoán lờ mờ rằng anh chính là người đã uy hiếp, thậm chí là bạo lực học đường bạn ấy. Và tôi đã âm thầm đi theo Vũ để xem sự việc gì xảy ra. Và đúng như tôi đoán. Tao bảo mày đưa tiền cho tao cơ mà. Tiền đâu? Em không có ạ. Mẹ em không có nhà, em không xin được ạ. Sao mày ngu đấy? À, không có tiền không biết trộm à? Em không dám ạ. Thế là mày sợ mẹ mày hơn sợ bọn anh rồi. Này, cho nó một trận. Thằng này lâu không ăn đòn nó nhờn đấy mà. Thầy ơi, thầy đi đâu đấy hả? Có điều may cho mày đấy. Lần sau không có tiền ấy thì no đòn nghe chưa. Sáng mai để đúng giờ đấy.
Cậu có làm sao không? Tớ không sao. May mà có thầy giáo đi ngang qua đây đấy. Không có thầy giáo nào đâu. Là tớ giả vờ đấy. Cậu mà làm như thế, bọn họ sẽ bắt nạt cả cậu đấy. Tớ biết ngay. Là anh ta không phải là anh trai cậu mà. Anh ta là bọn chuyên vòi tiền và bắt nạt học sinh đúng không? Để tớ xem anh ta đánh cậu thế nào. Thôi, tớ không sao đâu. Cậu bị thế này lâu chưa? Mà sao cậu không nói với thầy cô và bố mẹ? Anh ta là chủ trường đấy. Tớ không dám nói, sợ anh ý lại chặn đường đánh tớ. Với cả nếu tớ có nói chắc gì mọi người đã tin đâu. Sao cậu lại suy nghĩ như vậy nhở? Mình là nạn nhân cơ mà. Nếu cứ để thế này thì mọi chuyện sẽ đi quá xa và không có điểm dừng đâu. Đi, tớ với cậu lên bảo với thầy. Thôi, cậu coi như chưa biết gì đi nhá. Vũ không chịu khai báo, vậy mình phải tìm cách khác thôi. Thầy ơi, em có chuyện muốn nói ạ. Có chuyện gì đấy? Gần đây, Vũ bị một nhóm học sinh bảo lửa học đường thầy ạ. Có thật không? Em có biết bọn đấy là ai không? Thực ra thì em cũng không biết. Nhưng mà nhìn hai anh đấy lạ lắm. Em chưa gặp ở trường bao giờ. Nhưng mà em có video ở đây. Em cho thầy xem nhé. Đây ạ. Thầy biết người này. Đây là Cường, học sinh cá biệt của trường mình. Bị đúp mấy năm, nhưng vừa bị đuổi học năm ngoái vì đánh nhau rồi. Bảo sao? Em thấy anh ta vẫn vào được trường để bắt nạt các bạn học sinh khác, vì anh ta có đồng phục và thẻ học sinh cũ. Nhưng mà không phải là học sinh ở trong trường thì báo cáo ban giám hiệu kiểu gì hả thầy? Đây chắc chắn không phải là lần đầu của cậu ta. Mà cũng hơn 18 tuổi rồi. Lần này phải cho lên phường để cho trường cái thói du côn bắt nạt chấn lột tiền của người khác đi. Chứ cảnh cáo không thì vẫn chưa đủ đâu. Có khi cậu ta còn quay lại để trả thù nữa này. Thế em có cách này, thầy nghe xem có được không ạ? Đồng bọn của anh cũng đã bị khống chế rồi. Anh đừng nghĩ đến chuyện chạy thoát. Sau bao nhiêu năm mà cậu vẫn không thay đổi gì nhỉ? Vẫn thích dở trò bắt nạt các em khóa dưới để chấn lột tiền. Lần này thì tôi không tha cho cậu đâu. Thầy, em không làm gì đâu. Thầy phải nghe em giải thích đã. Làm gì hay không ấy thì cũng có nhân chứng và bằng chứng rõ ràng. Lên phường mà giải thích. Bây giờ cậu không phải lo sợ mỗi khi đi học nữa nhá. Cảm ơn cậu nhá. Nếu mà không có cậu thì chắc mình vẫn bị bao lực học đường mất. Nếu như có sự việc nào xảy ra tương tự như ngày hôm nay thì cậu phải báo ngay cho thầy cô và bố mẹ nhé. Đôi khi sự nhân nhịn của mình lại chính là cổ suý cho nạn bạo lực học đường ngày càng phát triển đấy. Nếu cậu lên tiếng với thầy cô, bố mẹ, bạn bè thì mọi người sẽ đứng về phía cậu và bảo vệ cậu. Hàng năm có rất nhiều học sinh phải chịu nạn bạo lực học đường như thế này và nó ảnh hưởng đến tâm lý sau này rất nhiều. Đôi khi một điều nhịn chưa chắc bằng chín điều lành đâu. Cảm ơn cậu nhé. Cứ để vé xe trên bàn nhá. Em đây mà. Ô, sao giờ này em lại ở đây? Không phải đi làm à? Em có chuyện, muốn anh là người biết đầu tiên. Có chuyện gì thì em nói luôn đi. Cứ ba mà úng đấy à? Ở đây nhiều người không tiện đâu. Em có thai rồi đấy. Em vừa đi khám về, bác sĩ bảo là thai được 6 tuần rồi. Làm sao có chuyện đấy được? Lần nào anh cũng dùng áo mưa mà. Thì đấy, tác phẩm của anh chứ đâu. Mà thôi, bây giờ hay là như thế này. Em bỏ cái thai đi. Dù gì bây giờ nó cũng mới chỉ là cục máu thôi. Anh nói cái gì đấy? Đây là con của anh đấy. Nhưng mà bây giờ chưa phải là lúc. Nhà anh dư giả thì anh không nói. Nhưng mà bây giờ anh vẫn phải đi làm bảo vệ, làm công ăn lương. Thân anh còn nuôi chưa xong nữa là nuôi thêm đứa con. Em không cần biết. Em sẽ không cho phép ai động vào con của mình đâu. À mà thôi, em cứ lên nhà nghỉ ngơi đi. Mình nói chuyện sau nhá. Ờ, chị ơi, chị có làm sao không ạ? Chị không sao. Ờ, chị đang có em bé, chị nên cẩn thận. Nhỡ chân một cái thì rất dễ ảnh hưởng đến em bé chị ạ. Mẹ con chị cảm ơn em nhá, may mà có em đỡ chị đấy.
Thôi chị đi lên nhà đi. Ừ chị cảm ơn. Lạ nhở, tại sao lại có những vết dầu ở đây, lại còn nhỏ giọt ở sát lối lên dốc hầm gửi xe. Đây không phải là dầu từ trong xe ra, vì dầu trong xe là màu đen. Cô tìm gì đấy em? À, em tìm đồng xu bị đánh mất anh ạ. Thế thì anh tìm giúp cho. Em nghĩ là đồng xu rơi xuống cống rồi. Thôi được rồi, thế để chiều cô vệ sinh mà dọn dẹp vệ sinh ấy thì anh bảo cô tìm cho nhá. Vâng ạ. Chị ơi, để em dắt cho ạ. Anh ta rất nhiệt tình giúp đỡ tất cả mọi người. Không biết anh ta là người xấu hay người tốt nữa. Vết sầu kia có liên quan tới anh ta hay không? Thôi, em cứ đi đi. Chiều mà tìm thấy, anh mang lên nhà cho. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh. Chị Vi, nhà chị bị chập điện. Em thấy khói, khói lan ra cả hành lang của chị ạ. Thế á, để chị kiểm tra xem như thế nào. Nhà chị không sao đâu. Chị đang bận mà em còn trêu chị được. Em đang bảo vệ cho chị đây. Xe của chị bị hỏng rồi, không đi được đâu ạ. Nếu chị đi, sẽ xảy ra tai nạn, rất nguy hiểm ạ. Ồ, là sao? Anh định trốn ạ. Trốn gì? Anh làm gì mà phải trốn? Anh là người định hại chị Vi, anh còn chối à? Anh chả làm gì cả. Anh khóa xăng xe của chị Vi, đúng chứ? Tôm ạ, anh rất quý em, vì em là một đứa trẻ thông minh. Nhưng một đứa trẻ thông minh ấy thì không có quyền là vu khống cho người khác. Em không đổ oan cho anh. Chính anh là người muốn hại chị Vi. Cụ thể là anh muốn hại đứa con trong bụng của chị ấy. Để em nhắc lại âm mưu của anh nhá. Vụ anh và chị Vi cãi nhau em đã biết. Hôm đó em tình cờ xuất hiện khiến cuộc cãi vã của anh chị đứt đoạn. Hôm chị Vi bị trơn ngã, em đã phát hiện ra vết dầu trên giày của anh giống vết giày ở dưới sàn nhà. Hơn nữa, khi chị Vi ngã xong, anh lại xuất hiện rất đúng lúc. Thái độ của anh tỏ vẻ rất hớn hở, rất vui mừng. Em hay thật đấy. Sàn nhà có dầu thì giày anh dính là lẽ đương nhiên. Mà hôm đấy nhá, là anh nhận được tin tăng lương thì anh vui là đúng rồi còn gì nữa. Không phải, đó chỉ là cái cớ. Vì nếu dầu dưới sàn nhà vướng vào chân của anh thì phải vướng vào gót giày, chứ không phải là ở mũi giày. Điều đó chứng tỏ anh đổ dầu ra sàn nhà, nhưng vô tình lại đổ vào giày của anh. Ngay sau đó, nhân cơ hội không có người, anh mang bát dầu ra gốc cây. Những điều đó em nói đúng chứ? Trẻ con ấy thì đừng nên xen vào chuyện người lớn. Anh đúng là kẻ khốn nạn. Anh nhẫn tâm hại con của mình. Tôi dành cả tuổi thanh xuân để ở bên cạnh anh, mà bây giờ anh ruồng bỏ tất cả. Anh đối xử với tôi như thế à? Anh Cường là người có gia đình rồi chị ạ. Hôm nọ em đi ngang qua, thấy anh ấy gọi điện cho con cái rất tình cảm. Anh ấy là người lừa dối tình cảm của chị bấy lâu nay đấy ạ. Anh... Còn việc anh khóa xăng xe của chị Vi, vô tình bị em phát hiện ra. Tối muộn hôm qua em xuống lấy đồ cho bố, bỗng gặp anh Cường đang lùi húi chiếc xe của chị Vi. Sau khi lên nhà, em hỏi bố về vị trí anh đụng tay vào và biết được đó chính là khóa xăng. Nếu khóa xăng thì xe lên dốc sẽ bị tắt máy, mà nếu xe tắt máy ngang dốc thì sẽ bị đổ. Dĩ nhiên, khi xe bị đổ thì người chắc chắn bị ngã và xe đè lên người.
hai lần va chạm mạnh như vậy rất dễ bị động thái. Thế nên là em đã lừa chị đúng không? Vâng, chị là người vô tội mà. Lần sau đi xe, chị nên kiểm tra lại xe cẩn thận. Nếu nổ xe mà xe bị tắt máy đột ngột thì chắc chắn sẽ có vấn đề rồi chị ạ. Tôi không ngờ anh là một thằng hèn như thế đấy. Anh lừa tôi từ đầu đến cuối. Và đến bây giờ anh dùng cách này để giải quyết hậu quả của mình à? Tất cả là do cô chứ ai. Tôi bảo bỏ, cô không chịu bỏ, nên tôi mới phải dùng hạ sách này. Anh... Cũng là loại đàn bà thiếu hiểu biết. Đến nước này mà anh vẫn muốn xuống tay à? Việc này em đã nhờ bố báo công an rồi. Về hành vi cố tình gây thương tích cho người khác. Và giám đốc của anh cũng đã biết chuyện rồi đấy. Mày... anh chắc chắn sẽ bị đuổi việc. Mày được lắm thằng Danh Con. Tao không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu. Nhớ mặt tao đấy. Chị cảm ơn em nhá. Lần nào mẹ con chị cũng được em giúp đỡ. Dạ vâng ạ. Mẹ con chị nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Ờ à, thôi em có việc rồi, em phải đi đây. Em chào chị ạ. Chào em nhá. Chị Vy. Ơ à, Tâm à, buổi dạo này nhìn lớn thế. Bố mẹ em đâu mà không đi cùng à? Mẹ em bảo là hôm nay chị mở quán nên là em ủng hộ đấy. Bố mẹ em đi làm hết rồi, chỉ có mỗi mình em sang thôi. Ờ, nhà chị có món gì thế ạ? À? Hôm nay nhá, quán chị có bún chả này, bánh cuốn với cả nước ngọt nữa. Em ăn gì để chị làm luôn cho. Thế thì chị cho em một bún chả chị nhá. Ok, có tiền là có liền. Này, nhớ ăn ngon thì phải review chị, mời bạn bè qua đây nhá. Nhất trí luôn chị. Ok. Chị Vy, chị làm cho em một suất bún chả chị nhá. Ừ, đợi chị một chút. Sao chị ủ rũ thế? Chắc chị đóng cửa sớm thôi Tôm ạ. Sao thế ạ? Em tưởng chị được mở đến tối. Không, ý chị là dẹp tiệm luôn ý. Ờ, nhà chị có chuyện gì? Em thấy quán vẫn đang đông khách mà chị. Ừ, khách thì vẫn đông, cũng không có chuyện gì ấy. Thế nhưng mà chị chẳng hiểu sao nhá. Khách đặt ship, họ toàn vote cho cửa hàng mình có một sao thôi. Mà chị hỏi thật, đồ ăn chị làm tệ lắm à? Trời, chị mà nấu ăn không ngon thì làm sao mà em ăn của chị được. Em ủng hộ chị dài dài, mà đồ ăn ngon thế sao khách lại đánh giá một sao ạ? Chị gọi cho khách xem như nào ạ? Ừ nhờ, chị quên mất đấy. Để tí chị gọi hỏi xem như thế nào. May mà có Tôm nhắc chị nhá. Có gì đâu ạ, em chỉ muốn là chị không phải đóng cửa thôi. Em muốn ủng hộ chị dài dài. Ừ, đã đẹp trai lại còn dẻo miệng, thế này thì đầy gái theo. Đâu, em nói thật mà. Thôi ra kia ngồi đi để chị làm cho. Vâng ạ. Em cứ để đấy anh làm cho. Em về nhà nghỉ ngơi chút đi. Thôi em không mệt đâu, em làm nốt cho Tôm là xong. Thôi cứ để đấy anh làm cho, ra kia ngồi chơi đi. Thế anh làm hộ em nhá. Ừ, để đấy anh làm cho. Đây. Chị Vy có người yêu nhá. Không, không phải người yêu đâu. Đấy là anh Cường, đấy là hàng xóm của chị. Và cũng là nhân viên part time ca chiều của cửa hàng luôn đấy. Lần sau mà ra quán gặp anh Cường không phải chị thì là anh Cường bán cho em nhá, chứ không phải là đổi chủ đâu. Nhưng mà anh ấy còn đồ ngon như chị không ạ? Thế tí nữa Tôm thẩm hộ chị nhá. Vâng ạ. Bún chả nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây, của em này. Em cảm ơn anh ạ. Ăn nhá, ngon miệng nhá. Ui, không kém chị một tí gì luôn. Chị đã bảo mà, số 1 thượng hạng đấy. Vâng ạ, nhưng mà vẫn kém chị một xíu. Ừ, thôi ăn đi, ở đây nhá. Chị về nhà dùng một lát chị qua nhá. Vâng ạ. Ôi anh Giai ơi, cho em lấy đơn hàng ạ. À, chị đợi một lát nhá. Vâng. Của chị là 2 suất bún chả được không ạ? Vâng đúng rồi ạ. Ừ, chị đợi tôi nhá. Của chị hết 50.000 nhá. Đây ạ. Tôi gửi. Vâng, cảm ơn anh nhá. Anh ơi, cho em gửi tiền với ạ. Sao không ngồi kia để anh ra thu cho. À, thôi em thấy anh đang bận. Của em hết 15.000 đúng không anh? Ừ đúng rồi. Em gửi ạ. À, tiền thừa này. Em cảm ơn anh ạ. Về nhá. Vâng, em chào anh. Alo chị ạ. À, chị ơi, cho em hỏi một chút ạ. Có phải là chị đặt một suất bún chả tại cửa hàng Covid không ạ? Đúng rồi em. Chị ơi, em là chủ quán.
Em muốn hỏi chị một chút là mình có vấn đề gì về đồ ăn không ạ? Tại vì em thấy chị vô cho bên em một sao ạ. Cô là chủ quán à? Tôi nói cho cô biết nhá, làm ăn thì phải có đức cho con cháu chứ. Bán đồ ăn thì dở tệ ra, bên trong thì toàn là đất đá thôi. Ai mà ăn được? Tôi còn chưa kiện cô, chưa bóc phốt lên mạng là có may đấy. Tôi còn bày đặt gọi điện. Chị ơi, em xin lỗi chị ạ. Em không biết là đơn hàng lại như thế, hay là em làm đơn khác ra cho chị được không ạ? Thôi, dẹp, tôi cạnh nhà cô rồi. Thế nhá, đừng mà gọi điện nữa. Chị ơi. Chị, hôm nay chị không bán hàng à? Chị sao đấy? Chị vừa gọi điện cho khách hàng em ạ. Thế họ nói gì hả chị? Họ chê đồ ăn nhà mình dở tệ. Mà chị không biết là tại sao trong đồ ăn lại có cả sỏi đá nữa. Chị đang chán chết quá thôi. Nhà này còn buôn bán gì nữa? Chị, để em điều tra vụ này cho. Điều tra? Vâng. Chị quên em là thám tử Nhí à? Em, chị hỏi tí. Chị hỏi ai ạ? Chị hỏi đây có phải là tiệm Kobe không ấy nhỉ? Dạ đúng rồi chị ạ. Ơ kìa, cái chị kìa, chị làm gì thế ạ? Chị... Tôi đến đây để nói cho anh chị biết là chuẩn bị mà dẹp cái tiệm này đi. Sao chị lại nói như thế? Em có làm gì chị đâu? Không làm cái gì à? Đây, nó có sách, mách có trứng. Con gái tôi đặt bún chả ở đây. Thế mà ở bên trong lại có cả sỏi à? Có làm kiểu gì đấy? Thất đức nó vừa vừa thôi. Trẻ con ăn xong, lớn bị bệnh thì sao? Chị ơi, không thể như thế được. Em bán hàng bao nhiêu lâu, có bao giờ làm bẩn đâu, làm sao mà có đá sỏi được ạ? Tôi không cần biết. Cô phải đền tiền cho tôi. Mà cô còn phải chịu cả tiền viện phí của con gái tôi nữa đấy. Chị ơi, chắc chị hiểu nhầm gì thôi. Chứ quán em làm ăn bao nhiêu lâu nay, mọi người đều khen mà. Đúng rồi chị ạ. Em bán hàng từ trước đến giờ, mọi người ăn có làm sao đâu ạ. Anh chị không phải giải thích nhiều. Một là lên tiền, hai là tôi gọi công an, dẹp tiệm của anh chị luôn đấy. Chị ơi, chị đừng làm thế ạ. Thôi ạ, để em đền tiền cho chị. Dạ đây ạ. Đấy nhá, bà con đến đây mà xem nhá. Cách mặt cái nhà cô này ra. Bà vật. Anh ơi, chắc em dẹp tiệm luôn mất. Không sao đâu, có anh ở đây rồi, mình cùng làm lại cũng được mà. Nhưng mà em không hiểu là tại sao trong đồ ăn của chúng mình lại có đá sỏi nữa. Em làm rất cẩn thận rồi mà. Hay là do shipper ở em, hay là có người muốn chơi xấu em. Em không biết nữa. Nhưng mà em có làm gì ai đâu, sao họ lại làm hại em? Đúng là có người đã chơi xấu chị đấy chị đi ạ. Tôm, em nói như thế là có ý gì? Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Người hại chị không ai khác là anh ta. Này, em ăn nói cái gì đấy? Trẻ con đừng có mà nói liên thuyên nhá. Liên thuyên hay không, anh là người rõ nhất nhờ. Hôm đó khi tôi đang ngồi ăn thì có một shipper đến lấy hàng. Tôi thấy anh có hành động lén lút gì đó. Lúc đấy tôi chưa hẳn nghi ngờ anh, nhưng khi tôi đến thanh toán, anh lại giật mình như làm điều gì đó mờ ám. Anh vội vàng giấu đổ trên quầy đi để tôi không nhìn thấy. Nhớ lại lời chị Vi nói với tôi là dạo gần đây hay bị đánh giá một sao của khách, khiến tôi phải suy nghĩ về cử chỉ thái độ của anh lúc đó. Chị cho em xem phần đánh giá của khách với ạ. Này, xem phần đánh giá của khách hàng, tôi thấy có điều gì đấy lạ. Nếu đồ ăn dở, không ngon thì tất cả đánh giá đều phải chê. Nhưng đây có những đánh giá khen tấm tắc, lại có đánh giá chê rất thậm tệ. Mà hầu hết đánh giá tệ đều tập trung vào giờ chiều, giờ anh làm part time. Trước mắt có thể khoanh vùng khoảng thời gian và đối tượng tình nghi đều liên quan đến anh. Em đang nói kiểu gì đấy? Sai đổ hết lỗi cho anh được. Nhớ may là do shipper thì làm sao? Để chắc chắn về phán đoán của mình, tôi và chị Vi đã đi để theo dõi shipper. Chúng tôi đã đi theo để xem shipper có làm gì với đồ ăn không. Nhưng họ không hề mở túi đồ ăn ra, mà đưa thẳng đến cho khách. Và shipper thì thay đổi liên tục. Không phải chỉ có một shipper chạy cho một quán. Thế nên trường hợp phát sinh từ phía shipper là không thể nào. Vì vậy chỉ có thể là phát sinh từ khâu nấu ăn, đóng gói. Tôi đã lén theo dõi anh và phát hiện ra anh chính là người đã cho sỏi đá vào các đơn ship khi không có chị Vi ở quán. Em nói thế nào chứ? Anh làm ở quán này, anh làm cho bao nhiêu người ăn? Cả em cũng ăn đủ của anh rồi đấy. Mọi người đều khen ngon, có vấn đề gì đâu. Tất nhiên anh không dám dở trò ở quán, bởi vì khách bị chị Vi sẽ biết, hoặc khách sẽ nói với chị Vi. Khách ở đây toàn là khách quen, nên là anh sẽ sớm bị lộ thôi. Vì vậy anh đã dở trò trong các đơn ship để họ đánh giá một sao về quán của chị Vi.
để hòng chị Vi đóng cửa. Anh, sao anh làm như thế chứ? Vi, em đừng nghe thằng bé này nói linh tinh. Anh làm ở quán này, bây giờ quán đóng cửa, anh sẽ bị thất nghiệp. Chẳng lẽ anh lại tự đá bát cơm của mình đi hay sao? Bởi vì anh không muốn quán của chị Vi mở nữa. Ờ, anh đây. Chú cứ yên tâm đi, anh đảm bảo rằng một tuần nữa cái cửa hàng này sẽ đóng cửa. Chú cứ hẹn khách để xem mặt bằng đi. Anh đứng bếp cả tuần nay bẩn lắm rồi đấy, người ta mùi thịt thế này. Khách mà tip thêm ấy, chú nhớ trả thêm cho anh nhá. Rồi, yên tâm, thế nhá. Anh đã nhận tiền của chủ mặt bằng để đuổi chị Vi đi và cho một người khác thuê với giá cao hơn mà không cần phải đền bù hợp đồng. Tôi nói đúng chưa anh Cường? Không phải như là thằng bé này nói đâu. Em nghe anh giải thích đã. Anh không có ý hại em đâu Vi ạ. Anh còn chối nữa à? Bằng chứng đã rõ ràng rồi. Anh chuẩn bị lên công an đi. Tôi không ngờ anh là con người như vậy. Tôi đối xử với anh không hề tệ, mà anh lại muốn phá hoại chuyện làm ăn của tôi, phá hoại danh dự của tôi. Vi, anh xin lỗi em. Lúc người ta thuê anh hại, nhưng anh không biết đấy là em. Nhưng mà lúc biết đấy là em rồi thì anh lại... Thôi, anh đừng nói nữa. Bây giờ có nói ra thì cũng chẳng có ích gì cả. Những việc anh làm thì anh cũng đã làm rồi. Bây giờ tôi không muốn nhìn anh nữa. Anh cút đi đi. Anh thật lòng xin lỗi em. Thôi bỏ đi Tôm. Chị, sao chị lại để anh ta chạy một cách dễ dàng như vậy được ạ? Chị không muốn đuổi cùng giết tận là do chị tin nhầm người. Cũng do chị chủ quan nữa nên anh ta mới có cơ hội làm hại chị. Nhưng mà không sao, sai ở đâu thì đứng lên ở đó. Bây giờ chị sẽ cẩn thận hơn. Chị ổn là không sao rồi ạ. Nhưng mà cũng may là có em, chứ không chị không biết là sẽ bị lừa đến bao giờ nữa. Có khi còn mất trắng cả quán nữa, lại còn mất cả đam mê nấu ăn nữa. Không sao đâu chị ạ. À, hay là thế này nhá, chị sẽ bao Tôm ăn sáng một năm. Ôi, thật hả chị? Ờ, thế thì được ạ. Ok. Cô mới sinh em bé, em nhớ để ý đấy. Đừng có nghịch ngợm làm hỏng đồ của cô. Em biết rồi, em là ai chứ? Vâng, Thám Tử Nhí ạ. Chắc tờ rơi linh tinh thôi em, vứt đi cầm làm gì? Ờ, để em dọn cho sạch chị ạ. Hai chị em đến chơi à? Vào nhà đi. Vào nhà đi. Hai chị em ngồi đi. Dạ. Ơ, có mỗi cô ở nhà à? Chú Minh đâu rồi cô? Chú đi công tác cả chục ngày nay rồi. Đấy, vợ vừa đẻ xong nhá, chưa hết ở cữ đã đi rồi. Có mỗi hai mẹ con ở nhà thế này đấy. Thầy có vất vả lắm không cô? Có mỗi hai mẹ con thì xoay sở thế nào được? Thì thỉnh thoảng bà cũng qua đây đưa một ít đồ, nhưng không ở lâu được. Mà cô cũng khỏe rồi nên chủ động được mà. Cô ơi cô, em tún được hả cô? Em tún ngủ rồi, cô phải dỗ mãi mới ngủ đấy. Ơ, à, mà sao cô mới sinh xong mà chả không ngửi thấy mùi tã mùi sữa nhỉ? Cứ ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng ấy. Cô dùng sông tinh dầu ạ? À? Không, mùi nước hoa đấy, chị hàng xóm chị giới thiệu cho. Ơ, nước hoa ấy ạ? À? Sao mới sinh xong đã dùng được nước hoa rồi, có sao không cô? Ừ, thì từ đầu cô cũng nghĩ như cháu đấy. Nhưng mà chị bảo đây là hàng uy tín, không bị tràn lan. Mùi hương hoa cỏ tự nhiên mà người quen giới thiệu nên cô cũng yên tâm. Bảo là dùng cho phụ nữ sau khi đẻ sẽ khử được mùi hôi. Nhá, cô dùng xong em bé ngủ rất ngoan mà không bị kích ứng gì. Thế à cô? Cô cho cháu xem với. Ừ, đợi cô một chút nhá. Vâng. Chị ơi, hả? Không ai rồi, có gì đó không ổn. Sao cô? Dạ, em chào chị ạ. Anh tìm ai ạ? Dạ, giới thiệu với chị, em là bên bán nước hoa. Chả là hôm trước chị Linh có giới thiệu là chị cần mua nước hoa đúng không ạ? Người quen của chị Linh à? Dạ. Ừ, chị đang cần mua nước hoa nhưng mà chị vừa sinh xong ấy, thì cần loại nào mà thanh mát, thiên nhiên và đặc biệt là không ảnh hưởng đến em bé nhá. Dạ, chị yên tâm, hàng nhà em ý là hàng uy tín chất lượng cao, đảm bảo luôn. Hàng nhà em ý là hàng gia truyền, chỉ ai quen mới bán thôi. Ừ. Đây, em biết chị mua đấy, em là
mang vài lọ cho chị thử. Ừ, nhưng mà như thế có tiện không nhỉ? Tại vì là chị chưa mua luôn đâu. Dồi, không sao đâu ạ, chị cứ test thoải mái. Nếu mà chị ưng thì em ship cho chị sau. Là được gửi trước đúng không? Dạ vâng, chị cứ test thoải mái. Đây, đây là mùi sen này, hương thơm tự nhiên, nhẹ nhàng, thanh mát. Ừ. Đấy. Thơm đấy. Thế còn loại kia? À đây, loại này nhá. Dạ, đây là loại mùi gỗ, mùi thơm tự nhiên, nhẹ nhàng, rất hợp khi có em bé đấy ạ. Ừ. Ôi, vào đây con em. Ôi, người gì mà nặng thế không biết. Ông uổng công, ông ủ mưu cả tháng nay. Con ơi, con về với chú con nhá. Chú vui mừng quá sớm rồi đấy. Chúng mày là ai mà dám phá hỏng ghế của tao? À! Là người sẽ tống con mày vào tù. Sao hai chị em căng thẳng thế? Ờ, cô ơi cô, cô hàng xóm nhà cô, người mà giới thiệu mua nước hoa mới chuyển đến đây có phải không ạ? Ừ, đúng rồi. Cô ấy mới chuyển về đây được 2 tháng thôi. Chị ơi, vậy em chắc chắn đây là một kế hoạch âm mưu bắt cóc trẻ em ạ. Cháu nói cái gì đấy? Cái gì mà bắt cóc cơ? Ờ, đúng rồi cô ạ. Cháu nghĩ đây là kế hoạch của bọn chúng để bắt cóc Tú nhà mình đấy ạ. Đây đều là những tờ rơi cháu nhặt được ở ngoài cửa nhà mình. Khi nhìn thoáng qua, chúng chẳng khác gì những tờ rơi bình thường. Nhưng quan sát kỹ, chúng ta có thể thấy đây là những tờ rơi được phát không nhằm tới mục đích quảng cáo như bình thường. Bởi vì nếu người dán tờ rơi có mục đích quảng cáo thì không thể nào không để lại địa chỉ và số điện thoại được. Nhưng trên tờ rơi này không hề có một thông tin cụ thể nào. Có thể thấy người dán tờ rơi này có mục đích chính là thăm dò nhà mà thôi. Số lượng tờ rơi để trước cửa chính là tương ứng với số ngày bọn bắt cóc quan sát theo dõi nhà mình. Hoặc để đánh dấu số ngày chú Minh đi công tác. Như cô nói, cô mới sinh không ai ra khỏi nhà, bà cũng chỉ đến vội rồi đi. Chính vì vậy mới không có ai dọn đống tờ rơi này. Và điều đấy khiến chúng càng chắc chắn việc ít người ra vào nhà để tiện bế ra tay. Nhưng nhỡ đâu chú Minh có ở nhà thì thế nào? Làm sao mà bọn chúng biết ở trong nhà chỉ có hai mẹ con cô? Đấy là điều đầu tiên cháu đã nghi ngờ. Vì vậy, cần một người theo dõi thường xuyên và lấy đi sự tin tưởng của cô. Đó chính là bà hàng xóm. Bà ta chính là đồng phạm với tên buôn bán người. Bà ta là người giới thiệu nước hoa cho cô, tạo cầu nối cho tên bắt cóc dễ dàng trà trộn giả làm nhân viên tiếp thị để đánh ngất cô, hòng bắt cóc em Tú. Hơn thế nữa, cháu nghĩ tác phẩm bên ngoài cửa nhà cô, dòng số 626-306-12162 chính là tác phẩm của bà ta. Cháu nghĩ đây là ký hiệu được viết ra dựa trên số của mặt phím. Đây, cô nhìn đi. Phím 6, 2 lần là chữ N. Phím 6, 3 lần là chữ O. Số 0 là dấu cách. Và chúng ta ra kết quả là no man. Có nghĩa là không có đàn ông ở nhà. Thế bây giờ phải làm thế nào? Hay là cô báo công an nhá? Bây giờ cô báo công an thì không có bằng chứng rõ ràng để buộc tội hắn đâu ạ. Và còn dứt dây động rừng nữa ạ. Cháu nghĩ phải nên tương kế tự kế. Như thế nào cô? Cô nhìn đi, vết mực này rất mới, có nghĩa là ngày ra tay của hắn sẽ rất gần đây. Đến hôm đó, cô cứ giả vờ thử người nước hoa rồi ngất đi. Hắn sẽ vào bắt cóc Tún, cháu và chị sẽ nhanh tay khóa cửa lại, báo công an và bắt tại trận luôn ạ. Thế còn bà Linh hàng xóm thì làm sao? Không thể để bà ấy nhơn nhơn như thế được. Nếu cháu đoán không nhầm, thì trong chai nước hoa của cô có chứa thuốc an thần hoặc một liều thuốc mê nhẹ. Vì như cô nói, khi cô dùng nước hoa, em Tún đều ngủ say hơn. Cháu nghĩ hắn đã cho cô thử dùng một liều thuốc mê nhẹ để làm em Tú ngủ say và dễ bắt cóc hơn. Để chắc chắn, chúng ta nên đi xét nghiệm. Còn bà Linh, bà ta đã đưa nước hoa cho cô, chắc chắn bà ta sẽ liên quan đến vụ này. May mà có cháu, không thì cô cả em Tú. May mà phát hiện ra sớm cô ạ. Bây giờ cháu sẽ dán lại tờ rơi để tránh bọn chúng phát hiện ra âm mưu đã lộ. Rồi cứ làm theo kế hoạch thôi cô ạ. Được, cứ làm như thế đi.
tẩm danh con. Mày dám phá hỏng nghề của tao à? À! Không chỉ chú bị bắt mà cả đồng bọn của chú cũng bị bắt rồi đấy. Chú đừng phản kháng nữa, vô ích thôi. Công an sắp đến rồi. Mẹ mà có Tôm không thì mẹ con cô. Thực ra tất cả các phụ huynh của con em nhỏ phải nên cảnh giác với những lời mời chào và những người tiếp thị. Dù có người quen hoặc hàng xóm giới thiệu thì mọi người vẫn phải cảnh giác cô ạ. Cô để đón em Miu ạ? Tôm đấy à? Hôm nay con đi làm về muộn quá nên là bây giờ mới đón được Miu. Mà sao con về muộn thế? Về cẩn thận nhá. Hôm nay cháu phải chủ nhật muộn cô ạ. Thôi, cháu về cô nhá. Miu, anh về đây. Em chào anh, mai gặp lại. Chào cô. Bye bye. Đi con. Vâng ạ. Chị đến đón cháu à? Chú đã bảo vệ mới à? Sao chị chưa thấy chú bao giờ nhở? À không, em là người quen anh bảo vệ. Em đến trông cho anh về ăn cơm ấy mà. Chị đón cháu muộn thế, để em dắt xe cho. Đi con. Cảm ơn. Trông chị trẻ thế này mà con lớn thế nhở? Thế cháu tên gì hả chị? Trẻ gì đâu, con lớp 6 rồi. Miu, chú hỏi tên con gì ạ? Dạ, con tên là Linh ạ. Xinh gái, còn tên đẹp nữa. Mà thôi, hai mẹ con về đi cho sớm. Chị về đây, chào em nhá. Về nhá. Có chuyện gì thế? Chị có làm sao không? Mun, chị không sao. Cháu có làm sao không? Đứng dậy nào. Không sao không? Con bị thương rồi. Chết rồi. Xước sát thế này phải bôi thuốc sát trùng ngay, không để lại sẹo mất. Để em đỡ chị và cháu vào kia ngồi bôi thuốc nhá. Bà chị ơi. Bà chị đâm vào xe tôi xước giờ như nào đây? Anh ơi, rõ ràng là anh đâm vào xe tôi còn chưa bắt đền anh thì thôi đấy. Cái gì á? Ý bà chị nào nhỉ? Định chạy à? Đứng lên giải quyết đi đã. Thôi được rồi. Con tôi đang bị đau tay, tôi vào rửa tay cho cháu đã rồi ra nói chuyện với hai anh sau. Bà chị khôn thế. Bà chị vào xong bà chị chạy mất thì tôi làm nào? Đây, bố đây rồi. Để bố nó đi rửa. Hay là bây giờ thế này, để em đưa cháu vào kia ngồi trước, chị xử lý xong thì chị vào sau. Nhưng mà đây này bà chị ơi. Thôi được rồi. Cậu cho cháu vào đi xong rồi tôi vào sau. Để chú đưa cháu vào kia ngồi nhá. Nào đi. Ngồi xuống đi cháu. Chú ơi, đây là nhà ai ạ? Mà đi xe kiểu này lắm, cháu có tìm được không ạ? Đây là nhà của chú. Chú đưa cháu về đây để sát trùng tay thôi. Xong thì chú đưa cháu ra chỗ mẹ cháu luôn. Nhanh thôi mà. Đây. Chắc vừa nãy cháu sợ lắm nhờ. Cháu uống nước đi cho bình tĩnh lại đã. Miu, em không đủ uống. Em uống hắn ta sẽ bắt cóc em đấy. Cháu nói linh tinh cái gì thế à? Mà cháu là ai? Sao lại vào được đây? Chú nhớ rồi. Cháu là Tôm. Học trên khóa của Miu đúng không? Chú chỉ đang cho em Miu uống nước thôi mà. Có làm gì đâu. Miu, con có làm sao không? Con lại với mẹ. Không sao ạ. Sao? Sao chị lại ở đây? Chắc chú ngạc nhiên lắm nhở. Tất cả mánh khóe của chú đã bị tôi nhìn ra hết rồi. Ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã nghi ngờ chú rồi. Chú nói chú là người quen của bác bảo vệ trường, đến giúp bác ấy để về ăn cơm. Câu nói này nghe quá hợp lý, vì bình thường cứ từ 12h20 đến 12h40, bác ấy sẽ rời khỏi vị trí bảo vệ để ăn cơm thật. Có thể thấy chú quan sát bác ấy rất kỹ để hòng lợi dụng sơ hở này. Nhưng nghĩ kỹ lại, ta lại thấy điều vô lý. Nếu còn học sinh chưa ra kịp khỏi lớp, bác ấy sẽ không thể để đấy mà đi ăn được, mà phải đi khóa lớp học đã. Hôm đấy rõ ràng tôi và Miu còn chưa về, làm sao bác ấy đi ăn được? Có thể bác ấy chỉ rời vị trí để khóa cửa lớp. Nếu là người quen của bác ấy thì làm sao chú lại không biết được điều này? Hơn nữa, ngay ngày hôm sau, tôi đã xuống hỏi bác bảo vệ xem bác ấy có người quen nào trong hộ không, thì bác ấy lại nói là không, cũng không có ai quen lên chơi cả. Đây là manh mối đầu tiên để chứng minh chú là lừa đảo. Chỉ có mỗi thế mà cháu bảo chú bắt cóc à? Tôi chưa nói hết, tôi còn nhiều lắm. Nhưng mảnh khóe của chú vẫn còn non lắm. Hai đứa kia,
Có tiền xin tiền đấy. Ở đây là trường học mà. Mấy anh định làm gì? Này, tôi xin tiền, đi chơi điện tử, ăn mì tôm ấy. Nhưng mà bọn em không có tiền. Hai đứa mày, nhìn là biết con nào giàu rồi. Đừng có mà điêu. Này hai kia, các anh làm gì đấy à? Đích vẫn là trẻ con à? Các anh có đi ngay không? Tôi gọi bảo vệ bây giờ. Hai cháu có làm sao không? Miu, cháu chưa về à? Con nhà chú ạ. À, mẹ con bận việc nên đến đón tuần này ạ. À, vừa nãy có chuyện gì thế hả con? Vừa nãy cả mấy anh du con đến bắt nạt con. May mà có chú. Thì con có làm sao không? Tôi bận việc quá nên là đón cháu muộn. May mà có anh. Cảm ơn anh nhá. Không có gì đâu. Em cũng có giúp được gì đâu ạ. Lần sau mà có chuyện gì thì cứ bảo với cả chú nhá. À, hai mẹ con về đi cho sớm. Về đây. Thôi thì xin phép. Về thôi con. Chào, chào cô. Chú dàn cảnh chấn lột tiền ở trường để lấy lòng tin của Miu và mẹ Miu, nhằm đạt được mục đích là bắt cóc Miu. Hai người vừa nãy đâm vào xe của cô ấy là hai người đã chấn lột tiền ở trường. Đấy chỉ là tình cờ là hai người đấy thôi, chứ em có quen biết gì đâu. Chị nhìn xem, em tử tế thế này cơ mà. Em là em quý Miu em mới giúp đỡ ấy chứ. Đấy chị xem, Miu có bị làm sao đâu. Còn cháu ấy, cháu xem thám tử ý thôi. Ảo tưởng quá rồi đấy cháu trai ạ. À, cháu nghĩ xem, bao nhiêu người, tại sao chú lại nhắm vào Miu? Mà là Miu nhá, thì chú không bắt cóc được cổng trường. Tại sao lại chờ đến tận ngày hôm nay? Cháu thấy có vô lý không? Là một đứa trẻ con như tôi có thể biết được, ở cổng trường có rất nhiều camera. Chú không dại gì mà ra tay. Chú nhắm vào Miu, vì Miu sẽ là người về muộn nhất trường. Chú đã quan sát rất lâu để có thể biết được điều này. Chú có thấy lạ không? Khi vụ tai nạn xảy ra quá xa thường, trên con đường vắng, chú lại có thể chạy đến một cách kịp thời như vậy. Chỉ có thể là chú và đồng bọn đã nghiên cứu đường về của mẹ con Miu, rồi bày đặt ra vụ tai nạn, giả phân tán sự chú ý của mẹ Miu để bắt cóc Miu mà thôi. Thôi đi, anh đừng có mà xả biện nữa. Nếu mà không có tô, thì không biết là có chuyện gì đã xảy ra với con gái của tôi rồi. Này em bà chị ơi. Cô ơi cô đứng đây Miu sẽ gặp nguy hiểm đấy ạ. Sao có chuyện đấy được? Miu đang đi cùng chú bảo vệ rồi. Chú bảo vệ kia là giả. Chú bảo vệ với hai tên này là đồng bọn đấy cô ạ. Sao lại thế được? Không tin, cô cứ nhìn mặt hai tên này đi cô. Họ đã dàn dựng lên vụ đâm xe để tách cô với Miu ra đây ạ. Chúng mày, tao bảo công an. Cô ơi cô. Cô, quan trọng nhất là bây giờ phải tìm Miu ạ. Tìm ở đâu được bây giờ? Chết rồi, con tôi. Cô đừng lo, cháu đã để thiết bị định vị vào trong cặp của Miu rồi cô ạ. Miu ơi Miu, em quên kéo khóa cặp này. Anh giúp em. Để anh giúp cho. Em cảm ơn anh ạ. Mình về rồi. Cháu đoán hôm nay sẽ là ngày ra tay của hắn, nên là cháu đã để thiết bị định vị vào trong cặp của Miu. Thế thì tốt quá, mình đi thôi. Để biết được chú có làm gì hay không, chỉ cần mang cốc nước đến đi xét nghiệm, chắc chắn trong đây sẽ có thuốc mê. Mày giỏi đấy thằng danh con à. Nhưng mà bây giờ mày đã vào đây rồi, tao cũng lật mặt luôn. Là tao dàn cảnh để bắt cóc đấy, thì làm sao nào? Bọn mày bây giờ có chạy đằng trời. Đứa đã báo công an đấy. Tất nhiên trước khi đến đây tôi đã báo công an đấy. Anh không thoát được đâu. Chờ mà ngồi tù đi. Để nhận được sự khoan hồng của pháp luật, tôi nghĩ là anh nên nhận tội đi. Thế xin lỗi Miu nhá. Xin chút nữa thì có chuyện xảy ra với con rồi. May mà có Tôm phát hiện ra kịp thời đấy. Em cảm ơn anh Tôm ạ. Anh Tôm đúng là thám tử nhí, đỉnh quá. Miu không sao là tốt rồi.